Hi, xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền. Video này thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho bạn một cái app khá là hay, một cái ứng dụng chơi Loto. Và nếu mà ai thường hay chơi Loto vào dịp Tết á, thì sẽ không thể nào bỏ qua được cái app này nha. App này thì nó cũng đồng hồ với lại cái app Givi. Thì trước đó thì mình có chia sẻ cho bạn một cái app có tên đó là Givi Number. Và app này thì mình cũng đã test và rút tiền về thành công rồi. Và bây giờ nếu mà rút tiền nữa thì mình đã được đó là 0.78 đô. Một chút xíu mình cũng sẽ rút tiền này luôn nha. Rồi, quay lại kế tiếp nữa thì dòng họ nhà Givi khá là nhiều ứng dụng để cho chúng ta chơi và kiếm tiền hàng ngày đấy. Ví dụ như Givi Video này thì chúng ta xem video ở trên kênh YouTube á và các bạn kiếm điểm và chúng ta rút tiền về ví bơ. Ở đây mình đang có là 0.6 đô. Nếu mà bây giờ rút tiền thì mình cũng sẽ thực hiện rút về trên cái ví của bơ. Đây là lịch sử rút tiền của mình trước đó ha. Bây giờ rút thì rút được 0.6 nữa. Bây giờ mình sẽ vào trong ví BE và mình lấy cái địa chỉ ví để mình rút tiền hai cái app này. Và kế tiếp nữa mình sẽ chia sẻ cho bạn cái ứng dụng đó là Givi Number. Nhưng mà cái này phiên bản đặc biệt hơn nữa là nó sẽ có là thêm một cái phần là khi mà bạn chơi game á thì nó sẽ ít ba cái số điểm của bạn lên. Ví dụ như hồi trước á mình chơi phần phía dưới này đúng không? Thì bạn được là tầm là 20-30 điểm gì đó. Nếu mà chúng ta gọi là chơi lô tô mà có đúng số á thì cũng khá là ít điểm không? Nhưng mà bây giờ với cái phiên bản đặc biệt này ở trên á thì chúng ta sẽ được ít 3 lần và nó sẽ có hai cái mục cho chúng ta chơi game, nên các bạn chọn số ở trên xong rồi chúng ta quay xuống dưới chúng ta chọn số ở dưới nữa, nó canh thời gian á, cái này mà 10 phút đúng không thì cái này còn 5 phút, nó lưng lửng giống vậy đấy, rất là đơn giản và dễ làm ấy. Thì mình cũng đã test trên đây rồi, chút xíu mình quay trở lại hướng dẫn thêm ha. Bây giờ thì mình sẽ mở cái ứng dụng của Givi Video lên, mình rút tiền ở ứng dụng này trước ha. Thì trước khi rút tiền thì mình phải mở cái ví bơ lên này. Rồi, trong ví payer này của mình đang có là 2.64 đô. Mình sẽ bấm vào account này ha. Chọn copy cái địa chỉ ví nè. Rồi, mình quay trở lại bên cái Givi Video này. Mình chọn là cái ví payer ha. Và ở cái phần account number này thì mình sẽ dán cái địa chỉ ví đó vừa copy ở trên kia. Rồi, xuống dưới này thì chúng ta sẽ nhập vào cái số tiền muốn rút. Mình sẽ rút đi là 0.6 đô ha. Đấy, nó đơn giản như vậy thôi. Hằng ngày cứ như vậy vào rút tiền thôi ha. Xem video xong rồi rút tiền à, mình sẽ rút đi là 0.6 đô. Bấm vào rút nè, địa chỉ ví ha. Rồi bấm vào OK à, thì cái đồng hồ phía dưới xuất hiện nè. Chút xíu nữa thì tiền sẽ về. Thường rút vào buổi tối thì tiền về rất là nhanh. Xong một cái ứng dụng nha. Bây giờ mình sẽ qua cái ứng dụng thứ hai, cũng dòng họ nhà Givi á à, đây ha, Givi Number này ha. Đây là phiên bản thường thôi à, cũng chơi giống vậy luôn à, là chúng ta chơi. Nói chung là nó sẽ giống như cái phiên bản kia, nhưng mà cái phiên bản kia thì nó đặc biệt hơn, nên là nó sẽ có thêm cho chúng ta game. Nè, mình bấm lại cho các bạn xem ha. Đây, nó chỉ có một cái ở trên ha. Win up to thôi, là cái này thôi. Nên là với cái này thì các bạn chơi có đôi khi là chúng ta hơi chán chán, tại vì cái điểm cũng ít. Với lại cái nữa là nó ít game á, nó chỉ có một cái thôi. Nên là bây giờ cho các bạn chọn lựa luôn. Chúng ta có những cái ứng dụng dòng họ nhà Givi để kiếm tiền. Rồi, mình đi rút cái số tiền là 0.78 đô ha. Mình chọn vào ví BE nè. Rồi mình đã dán cái địa chỉ ví tiếp nè. À, dán địa chỉ ví này vô. Rồi xuống dưới thì mình sẽ nhập số tiền là 0.78 đô. Rồi nhấn vào chữ là withdraw. Bấm vào OK. Rồi cái đồng hồ nó xuất hiện ha. À, trước đó thì mình cũng đã có rút rồi. Và bạn thấy cái thằng Givi Video nó về tiền rất là nhanh không? Nó để là successful rồi nè. Xong tiền rồi đấy. Trước ngày 29 thì mình rút đi là 0.75, ngày 31 mình rút đi là 0.78. Vậy thì với những cái ứng dụng này thì mình chơi kiếm tiền đều đều quá. Không biết là các bạn như thế nào thôi. Chứ mình thì hầu như là cứ 2 ngày mình rút tiền một lần. Đấy, nãy 2.64 đúng không? Bây giờ là 3.23 đô. Và nó đã về tiền rồi đây. Givi Video về tiền á, 0.6 thì về 0.59. Mình chờ một chút xíu thử xem. Thường á, là hai cái ứng dụng này nè. Cái ứng dụng là Givi Number và cái Givi phiên bản đặc biệt á, thì lúc mà chúng ta rút tiền á thì nó về hơi lâu hơn, nó phải mất vài tiếng á. Chỉ có cái thằng Givi Video này thì khi mà rút tiền nó về rất là nhanh. Còn với thằng Givi Number thì mình test thì mình thấy là nó khoảng tầm là 3 tiếng nó mới về tiền ha. Nên các bạn chịu khó đợi ha, nó không có scam đâu. Chắc chắn nó sẽ trả tiền nếu mà mình không có gọi là chích chót hay là cái gì bậy bạ hết á, thì nó sẽ trả tiền rất là bình thường. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại cái ứng dụng đó là Givi Number ha. Phiên bản đặc biệt thì cái cách chơi ở đây nó cũng khá là đơn giản luôn à, chúng ta cũng chỉ chọn số thôi, chọn 10 số ha, và cũng xem quảng cáo cái hộp quà ở trên này, bạn thấy không,
Cái hộp quà ở trên này nó là cái quảng cáo đó, chúng ta bấm vào trong đó để chúng ta xem quảng cáo. Và khi xem quảng cáo như vậy á thì các bạn nên bật cái chức năng Face IP ha. Chúng ta sử dụng, mình đang sử dụng là Turbo VPN này nè, để mình bật cái chức năng này lên thì mình vừa xem video nè, vừa xem quảng cáo nè, vừa chơi game ấy, thì mình sẽ kiếm được nhiều cái điểm hơn và mình sẽ nhanh rút tiền hơn. Nếu mà bạn sử dụng của Việt Nam á, thì nó trả cái điểm rất là thấp ha. Mình sẽ Face IP đến thị trường Mỹ ha. Mỹ đâu rồi? Đây, Hoa Kỳ này. Chọn Los Angeles nè. Rồi, để cho con thỏ nó chạy nó tìm ha, tìm máy chủ. Thì mình thấy ở thị trường Mỹ là thị trường ổn định nhất và trả tiền nhiều nhất khi mà các bạn xem quảng cáo. Rồi, như vậy là xong rồi đấy. Bây giờ thì mình tắt hết những cái app này đi. Mình mở lại ha. Tại vì mình mới vừa Face IP mà. Bây giờ thì mình mở cái ứng dụng là GV Number phiên bản đặc biệt cho các bạn xem. Ở đây thì chơi nó cũng giống như cái kia thôi, nó không có khác gì nhiều ha. Nhưng mà được cái là nó có hai cái game cho chúng ta chơi. Như cái dưới này nó hết giờ, mình chưa chơi cái này. Mình sẽ chọn ở cái ở trên, cái X3 ha. Chọn vào Play Now. Rồi, bây giờ thì mình cứ chọn số thôi. Chọn số ha. Chọn 10, 10 ô số như thế này. Mình cứ chọn đại thôi, không có nguyên tắc gì hết ha. Rồi, chọn xong nhấn vào Submit và xem quảng cáo của nó. Đó thì các bạn cứ xem quảng cáo của nó như thế này, khoảng tầm vài giây ha, thì mình tắt quảng cáo. Nó gần hết rồi, quảng cáo của Shopee ha. Rồi, tắt xong rồi thì bạn thấy là bây giờ nó hiện lên, nó kêu mình xem thêm một cái quảng cáo nữa, thì nó sẽ cho mình chọn thêm là 6 ô số nữa. Như vậy thì mình đang có 10 ô số đúng không? Bây giờ thêm 6 ô số nữa thì tỷ lệ trúng của mình nó sẽ cao hơn. Nên mình chấp nhận xem quảng cáo của nó. Rồi, mình bây giờ thì xem quảng cáo xong rồi, mình sẽ đi chọn thêm 6 số nữa ha. Tỷ lệ trúng sẽ cao hơn là 10 số. Rồi, nhấn vào xem quảng cáo tiếp nữa. Nói chung là xem quảng cáo này cho nó có tiền đấy, có tiền thì nó mới trả cho các bạn được ha. Coi như vậy không ép xem quảng cáo luôn. Rồi, còn là 2.46 giây nữa thì nó sẽ kết thúc. Bây giờ thì mình chỉ ngồi đợi thôi. Nếu mà có thời gian thì mình có thể bấm cái hộp quà trên để xem quảng cáo nè. Xem quảng cáo này thì mình nhận được coin. Rồi, xem xong một cái quảng cáo của nó mình được là 30 coin. Cái này hơi ít ha. Không sao, những cái sau thì chúng ta sẽ bù lại. Thì khi nào xuất hiện cái hộp quà đó thì mình lại xem tiếp. Rồi, bây giờ kéo xuống dưới nè. Bạn thấy là cái game này thì nó mới vừa mở ra. Nó còn 7 phút nữa nó mới sổ. Thì chúng ta bấm vào Play Now để chơi ha. Và ở đây cũng vậy luôn. Mình cũng chọn là 10 con số. Và nó cũng sẽ có những cái chức năng là cho chúng ta xem quảng cáo. Và kiếm thêm là 6 con số nữa để mà chúng ta điền vào. Rồi, bây giờ xem thêm quảng cáo nữa để mình lít được thêm 6 ô số nữa ha. Xem xong rồi. Chọn thôi, chọn 6 con số nữa. Cứ chọn đại thôi ha, không có cái quy tắc nào hết. Rồi, xem quảng cáo nữa. Ok, như vậy là xong. Bây giờ thì chúng ta ngồi đợi thôi. Cái thằng trên này nó chuẩn bị sổ nè. Thằng dưới thì còn 5 phút nữa. Nên nó cứ gọi là liên tục làm như vậy á. Chúng ta vừa chơi game ở trên. Cái game ở trên thì cố gắng làm sao mà chơi lấy, gọi là chơi cho nhiều vào. Còn dưới thì chúng ta rảnh thì chúng ta chơi. Còn trên thì bắt buộc là mình phải chơi nha. Để mình kiếm được x3. Và có thêm cái phần nữa là lúc mà các bạn mới vào nó cho chúng ta chơi đâu khoảng tầm 3 game á thì nó lại không cho nữa. Nó bắt buộc là các bạn phải quay xuống dưới này nè, quay xuống cái phần mà game thường nè. Các bạn phải chơi 15 ván thì sau đó nó mới mở cái phần cái ổ khóa ở trên này cho các bạn chơi. Lưu ý cho đó ha, chứ nhiều bạn nó mới vô chơi xong tự nhiên xong khóa không cho chơi nữa là nó yêu cầu là mình quay xuống phía dưới này nè, mình phải chơi được 15 ván ở đây nè thì nó sẽ mở trên cho mình chơi. Giờ mình vào mình check game coi. Mình có trúng hay không ha. Chuẩn bị ha, chuẩn bị dò việc lót này. Chơi lô tô. Rồi xem coi có trúng không. 74 58, mình có 58 này. 61, 26, 54, 30. Mình trúng được 3 số rồi đấy. Rồi còn gì nữa không. Trúng được 3 số. Trúng được 3 số thì được là 341 coin. Tổng của cái giải thưởng này đã làm 15.000 coin ha. Hiện tại thì chỉ có được là 43 người trúng thôi. Thì mỗi người được đó là 341. À không phải. Mình được 341 thôi. Còn những người khác người ta chọn cái ô số mà đúng nhiều á. Thì họ sẽ được nhiều. Đó thì mình đang có là 6.000 ha. 6.000. Và bây giờ mình sẽ đi vào cái chỗ cái rút tiền này. Chọn vào trong cái phần ví ha. Thì cái min rút tiền ở đây nó cũng sẽ cực thấp luôn. Đó là cũng là 0.19 y chang cái thằng kia. Ví dụ khi mà bạn kiếm được là 0.19 đô thì bạn sẽ nhập vào chỗ này là địa chỉ ví của BE nè. Rồi phía dưới này chúng ta điền vào là cái số lượng rút tiền và bấm vào rút tiền.
Thì với cái ứng dụng này thì mình mới vừa tải về thôi nên chưa rút tiền được. Và mình chắc chắn các bạn là những cái ứng dụng khác chơi nó trả tiền thì cái thằng này nó cũng sẽ trả tiền thôi. Bây giờ mình thử check cái ví BE của mình xem là cái lúc nãy á, mình rút tiền bên kia nó có về chưa. Thì khi check cái ví BE á thì bây giờ chúng ta phải tắt đi cái chức năng là Face ID ha. Nhớ nha, là khi mà các bạn rút tiền hay làm gì đó liên quan đến ví của BE á thì các bạn phải tắt đi cái chức năng Face ID này ha. Nhớ là tắt đi ha. Như lúc nãy mình chưa bật hả? À, đang thấy. Đợi chờ chút xíu. Nãy chưa bật. À, lúc nãy mình quên ha, mình chọn cái quốc gia Mỹ thôi mà mình chưa có bấm vào connect nên là khi mà nó chưa có xuất hiện cái chìa khóa ở trên á mà mình sang bên kia mình xem quảng cáo bên kia mình nhận được có 30 coin nên khá là ít á. Các bạn thử ha. Bây giờ cái này mình mới tắt nè, nhắc kết nối nè thì nó không còn xuất hiện cái ổ khóa trên nữa. Bây giờ mới mở được cái ví BE lên nè. Mở ví BE lên xem tiền đã về chưa. Cứ mỗi ngày thường như vậy thôi, kiếm tiền đủ tiền thì rút ha. Ví BE này thì sử dụng khá là tiện lợi. Như vậy là chưa về tiền ha. Với cái con app mà GV Number á thì rút tiền nó hơi lâu hơn, khoảng tầm 3 tiếng đến 4 tiếng á. Mình chưa thấy rút nhanh bao giờ hết á, khoảng tầm đó là mới về tiền. Trong cái phần ví nè. Đây nó vẫn còn cái đồng hồ á, khi nào mà nó đánh cái dấu check màu xanh như thế này á thì coi như mới rút tiền thành công ấy. Rồi, như vậy thì các bạn cũng thấy rồi ha, mình đã review cho các bạn xong ở cái ứng dụng là GV của dòng họ của nó thì có GV video nè, GV number nè, đó là những cái game xem video và chơi game ha. Thì chúng ta nên bổ sung thêm một cái con app GV number phiên bản đặc biệt này vào để mà chúng ta chơi cho nó thuận tiện hơn. Tại vì ở trong đây á thì game của nó liên tục luôn, nó liên tục luôn nên chúng ta chơi thì nó cũng sẽ dễ hơn, kiếm điểm cũng sẽ nhiều hơn so với cái GV phiên bản thường ấy. Rồi bây giờ các bạn thể tự trải nghiệm ha. Và cái phần hộp quà ở trên thì khi mà nó xuất hiện thì chúng ta nên xem ha để mà chúng ta kiếm coin, kiếm tiền đấy cho nó nhiều nhiều. Ok, như vậy là mình cũng vừa giới thiệu cho bạn xong thêm một cái app, một cái ứng dụng mà chúng ta chơi game ha để mà chúng ta kiếm được tiền. Dòng hỏi là GV nên các bạn cứ tạo tạo những cái tài khoản ở trên những cái app GV chúng ta chơi ha. Mình cứ chuyển đổi liên tục những cái app. Ứng dụng mình chơi app này chán rồi, mình chuyển sang app kia mình chơi kiếm tiền hơn. Thì khi nào đủ tiền thì chúng ta rút chung về trên một cái ví BE ha, khá là đơn giản đúng không? Rồi như vậy thì hẹn các bạn ở những cái ứng dụng kiếm tiền mới nhất lần sau nữa nhé. Và nếu mà bạn thấy yêu thích kênh của mình hãy bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.